kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Việt Nam gián tiếp thừa nhận bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Bài viết của tác giả Phạm Chí Dũng được đăng trên trang VOA tiếng Việt. Gần một năm sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bị tố cáo bởi nhà nước Đức, lần đầu tiên một quan chức Việt Nam đã xuất hiện trong một diễn đàn công khai để giải trình về chuyên án gây chấn động châu Âu này. Lần đầu tiên trả lời báo phản động Ngày 30 tháng 6 năm 2018, trong lúc tham dự một diễn đàn với Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Berlin ở Đức, tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức là Nguyễn Hữu Tráng đã bất ngờ trả lời không quá chung chung đối với câu hỏi của phóng viên Lê Trung Khoa. Từ thời báo.de, một trang tin điện tử của cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Liên bang Đức. Hỏi tôi là Lê Trung Khoa, bên thời báo.de, nhân dịp hôm nay có đại sứ Nguyễn Hữu Tráng đến, có một câu hỏi liên quan đến quan hệ Việt-Đức đó là vụ án Trịnh Xuân Thanh, nơi mà hiện nay tòa án Thượng thẩm tại Berlin vẫn đang xét xử. Vậy đại sứ có thể cho biết phía Việt Nam có hướng nào để giải quyết về vấn đề này? Trả lời: Cảm ơn anh Khoa, anh Khoa là người cung cấp nhiều nhất thông tin về vụ này cho cộng đồng. Tôi nhiều khi phải xem chỗ anh Khoa có thông tin gì hay, chắc là thành ra anh Khoa sẽ biết nhiều hơn tôi. Về tổng thể mà nói, tôi nghĩ rằng có nhiều việc rất là đáng tiếc xảy ra và việc đó không nằm trong chủ trương mong muốn của các nhà nước hay của bất kỳ ai. Nó xảy ra như thế là nó xảy ra. Và bây giờ, tôi có thể nói với các anh chị là chính phủ hai nước từ cuối năm ngoái, từ cuối tháng 12 năm ngoái, tức là năm 2017, đã có thỏa thuận lộ trình để xử lý vấn đề này để đưa hai nước trở lại bình thường. Về cơ bản cho đến nay, cả hai bên đều trao đổi rất thẳng thắn với nhau. Phía Việt Nam cũng đáp ứng một số yêu cầu của phía Đức đưa ra, đặc biệt là trong thỏa thuận tháng 12 của năm ngoái, năm 2017, với Đức đã có thỏa thuận không công khai. Không nói công khai về câu chuyện này nữa. Cho nên, tôi với tư cách là một người có hàm đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng không thể nói công khai những gì chúng ta đã làm. Phía Đức đã làm hay là phía Đức nói với Việt Nam Việt Nam nói gì với họ? Cái đó đã nằm trong thỏa thuận giữa hai bộ trưởng bộ ngoại giao từ tháng 12 năm ngoái. Các anh các chị có thể tin tưởng rằng câu chuyện đó cả phía Việt Nam và cả phía Đức đều nghiêm túc và cùng trao đổi với nhau một cách thẳng thắn nhất để có thể kết thúc sớm chuyện đó. Hết chích. Không chỉ chấp nhận trả lời về vụ Trịnh Sơn Thanh, đây cũng là lần đầu tiên một quan chức bậc trung của ngành ngoại giao Việt Nam chịu trả lời phỏng vấn của Thời Báo .de với thái độ rất vui vẻ. Thời báo.de lại là trang báo đầu tiên đưa tin về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, xảy ra vào cuối tháng 7 năm 2017, ngay tại Berlin. Kéo theo mối quan tâm đặc biệt ngay sau đó của các cơ quan cảnh sát và an ninh Đức, cùng nhờ tờ báo lớn của Đức và báo chí các nước khác. Bằng và thành tích trên, thời báo.de đã bị chính thể độc đảng ở Việt Nam liệt vào dạng phản động nhất, bị giới dư luận viên của đảng và công an công kích và chửi bới thậm tệ trong vô số lần. Cho tới nay, Thời báo.de là một trong những trang báo phản động khó truy cập nhất ở Việt Nam do hàng rào bức tường lửa được công an dựng nên. Vì sao phía Việt Nam cũng đáp ứng một số yêu cầu của Đức nêu ra? Cách nói phía Việt Nam cũng đáp ứng một số yêu cầu của Đức nêu ra của tham tán công sứ Nguyễn Hữu Tráng trong nội dung trả lời với Thời báo.de đã dẫn tới một số suy luận trong người nghe. Nếu quả thực dưới chấp vụ Việt Nam không chỉ đạo mật vụ nước này thực hiện chiến dịch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thì tại sao Việt Nam lại phải đáp ứng một số yêu cầu của Đức nêu ra? Tại sao trước động thái Đức thẳng tay hạ cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam, theo cái cách mà chỉ có thể hiểu rằng bản lĩnh Việt Nam bị sỉ nhục như tát vào mặt, giới chóc bu vào Bộ Ngoại giao Việt Nam lại không dám có bất kỳ phản ứng công khai nào? Khó có thể hiểu khác hơn cách trả lời trên của tham tán công sứ Nguyễn Hữu Tráng Giống như lần đầu tiên Việt Nam gián tiếp thừa nhận vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vậy. Đầu tháng 6 năm 2018 thì sự việc trở nên rõ hơn nhiều. Tờ nhật báo Frankfurt phổ thông của Đức cho biết Trịnh Xuân Thanh sẽ được trả tự do trong thời gian tới đây. Dựa trên nhiều nguồn tin, tờ nhật báo này nói rằng chính phủ Hà Nội đã cam kết với nước Đức sẽ cho phép Trịnh Xuân Thanh xuất cảnh sang nước Cộng hòa Liên bang Đức. Sau khi vụ xét xử một người giúp đỡ bắt cóc ở Berlin đi đến kết thúc cũng theo thông tin của Nhật Báo này, một phần của sự nhượng bộ từ phía Việt Nam cũng là việc trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Với những vụ trả tự do như thế, Hà Nội hy vọng sẽ cải thiện được quan hệ kinh tế với nước Đức và EU. Tờ báo FAZ tường thuật, đại biểu EU cũng nói với Hà Nội rằng việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam vào đầu năm 2019 sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận của Đức trong Hội đồng châu Âu thuộc vào trong số những nhượng bộ về ngoại giao của Việt Nam, cũng là việc cải thiện những điều kiện giam giữ cho các tù nhân chính trị khác. Từ giữa năm 2016, bàn cờ đối thoại và đàm phán về nhân quyền đã dần chuyển từ tay người Mỹ sang Liên minh châu Âu. Còn sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, có vẻ như người Đức duy lý, rất nguyên tắc và theo phương châm cứng rắn, đang cầm trịch và cầm đằng chuôi trong phần lớn hoạt động và nội dung đàm phán nhân quyền, thậm chí đàm phán chi tiết một đổi một với giới con buôn Hà Nội có thể cho rằng nếu yêu cầu kiêm điều kiện của Đức về việc phải thả luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Thu Hà không được thỏa mãn. Với tư cách là đầu tàu kinh tế cũng là một trong những tàu tàu chính trị trong khối EU, Đức sẽ thẳng tay phủ quyết EVFTA và còn có thể đưa vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh theo hướng quốc tế hóa và tạo ra thế triệt buộc đối với chính thể và một số quan chức cao cấp của Việt Nam. Nguyễn Hữu Tráng nhận lệnh từ ai? Không biết vô tình hay hữu ý, hành động tham tán công sứ Nguyễn Hữu Tráng trả lời thời báo.de lại trùng với một sự kiện ấn tượng khác. Vào cuối tháng 6 năm 2018, sau hai năm rưỡi khắc khoải chờ đợi, tin vui đã xảy đến với chính thể độc đảng Việt Nam. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA đã chính thức kết thúc toàn bộ quá trình rà soát pháp lý, đồng thời thống nhất toàn bộ các nội dung của Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Bởi thế, vẫn có thể xảy ra một khả năng hết sức chứa trêu là Trịnh Xuân Thanh có thể được phóng thích khỏi nhà tù Cộng sản trong trường hợp Nguyễn Phú Trọng thực sự cần đến EVFTA Do đó, sẽ nhận bộ người Đức nói riêng và Liên minh châu Âu EU nói chung một số điểm về cải thiện nhân quyền. Thái độ và cử chỉ khá thoải mái và chủ động trong lúc trả lời thời báo .de của tham tán công sứ Nguyễn Hữu Tráng còn cho thấy một kịch bản đã lộ diện trong bối cảnh và tâm thế mà thậm chí giới quan chức việt nam còn không dám hé môi về vụ trịnh xuân thanh việc một quan chức bậc trung như nguyễn hữu tráng dám đề cập đến vụ này trước sự chứng kiến của đông đảo người việt phóng viên và cả người đức hẳn nhiên là do ông tráng nhận được sự chỉ đạo cho mở miệng với nhiệm vụ chủ động thông tin đối ngoại từ một cấp lãnh đạo rất cao của việt nam cấp đó hay nhân vật rất cao đó là ai là từ chính nguyễn phú trọng hay bởi một người khác và nếu từ một người khác nhưng lại không được sự chuẩn y của Nguyễn Phú Trọng về việc cho phát ngôn vụ Trịnh Xuân Thanh thì động thái đó nhắm đến mục đích gì? Liệu có phải đây lại thêm một điểm báo sống động? Báo trước tương lai xung đột nội bộ còn gây gớm hơn cả năm 2017 sẽ xảy đến ngay trong nửa cuối năm 2018. Sau Cộng hòa Séc và Slovakia, Ba Lan là nước EU thứ ba có dính líu đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ba Lan đã cấp giấy phép cho chuyên cơ Slovakia chở Trịnh Xuân Thanh được bay ngang lãnh thổ Ba Lan để xin giấy phép này. Slovakia thông báo cho Bộ Ngoại giao Ba Lan rằng chuyến bay này chở một phái đoàn Slovakia đến Moscow. Do ông Robert Kalinak, Bộ trưởng Bộ Nội vụ là Phó Thủ tướng Slovakia hồi đó dẫn đầu. Trong những ngày đầu tháng 6 vừa qua, báo chí Ba Lan đã rầm rộ đưa tin về một phát giác mới gây chấn động dư luận quốc tế là chính phủ Ba Lan có dính líu đến nghi án Trịnh Xuân Thanh bị đưa lậu ra khỏi EU bằng chuyên cơ của Slovakia. Tờ báo mạng Onet.pl của Ba Lan đã sưu tra ra vụ việc trên và cũng là tờ báo đầu tiên đăng tải tin tức này vào ngày 31 tháng 5 năm 2018. Sau đó các trang báo mạng và tờ báo khác đã đồng loạt đưa tin. Bài báo gây chấn động của tờ Onet đã mở đầu như sau. Câu chuyện này giống như một bộ phim giật gân. Có một vụ bắt cóc ngoạn mục, nạn nhân bị đưa lậu qua biên giới của một số quốc gia. Có những dối trá tinh tế và mưu mô, vấn đề là các cơ quan chức năng của một số nước đã tham gia vào việc vi phạm luật lệ. Có lẽ Ba Lan cũng vậy. Phái đoàn Việt Nam từ 4 người đột nhiên tăng lên 12 người. Cách đây một tháng, tờ Nhật báo Đức Thác đã đưa tin. Ba ngày sau khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra, lúc 11 giờ 26 phút sáng, ngày 26 tháng 7 năm 2017, bốn người Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Praha của thủ đô Cộng hòa Séc. Với chuyến bay của hãng hàng không Czech Airlines đến từ Paris, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, một quan chức cấp cao của Bộ Công an và một người hộ tống. Họ muốn đến Bratislava, thủ đô của Slovakia để làm việc với Bộ Nội vụ Slovakia. Ít nhất đó là nguyên cớ chính thức. Đúng ra bốn người này định đến Vienna, thủ đô của Áo vào buổi sáng và từ đó tới Bratislava. Phía Slovakia đã lo chuẩn bị xe limousine đón họ theo trình bày của phía Slovakia. Nhưng một ngày trước cuộc họp, phía Việt Nam đột ngột thay đổi lịch trình. Họ nói rằng họ muốn được đón tại Praha và sau đó bay tới Moscow vì có một cuộc hẹn tiếp theo của Bộ trưởng Bộ vì có một cuộc hẹn tiếp theo của ông Tô Lâm tại đó. Vì vậy, họ đã được Bộ Nội vụ Slovakia cung cấp một chiếc chuyên cơ Airbus A319 thuộc phi đội thường trực của chính phủ Slovakia. Ngày sau 12 giờ 30 phút trưa ngày thứ tư 26 tháng 7 năm 2017, bốn người đàn ông nói trên từ Praha đã bay đến Bratislava trên một chiếc chuyên cơ Airbus A319 của chính phủ Slovakia. Đúng 13 giờ 15 phút, chiếc chuyên cơ hạ cánh trên sân bay Bratislava và ở đó một tiếng rưỡi đồng hồ. Lúc 14 giờ 52 phút, từ sân bay Bratislava, chiếc chuyên cơ lại cất cánh bay đến Moscow, thủ đô của Nga. Chuyến bay này chở một phái đoàn Việt Nam, không phải chỉ có 4 người nơi trên mà từ 4 người đã đột nhiên tăng lên 12 người. Người ta nghi ngờ rằng Trịnh Xuân Thanh đã được đưa chui lên trên cơ này để ra khỏi EU. Thời hạn nộp hồ sơ xin cấp giấy phép cho bay ngang lãnh thổ Ba Lan. Về chuyến bay từ Bratislava đến Moscow, các nhà báo Ba Lan của tờ Onet.pl đã bỏ công điều tra và phát hiện ra chính phủ của Ba Lan có dính líu đến chuyến bay này. Sau đây là bản dịch phần quan trọng nhất của bài báo của tờ Onet.pl. Tuy nhiên, để bay đến Moscow, chuyên cơ của Slovakia phải được phép bay qua. Chuyên cơ của Slovakia phải được phép bay qua lãnh thổ Ba Lan. Để Ba Lan có thể chuẩn thuận, Slovakia phải gửi các hồ sơ giấy tờ cần thiết cho Bộ Ngoại giao Ba Lan trong thời hạn không muộn hơn 10 ngày trước khi bắt đầu chuyến bay, mà được quy định theo Điều 148 của Đạo luật Hàng không trên thực tế về việc nộp đơn xin slovakia chỉ có thể thực hiện sớm nhất một vài ngày trước chuyến bay tờ onet đã hỏi bộ ngoại giao ba lan rằng slovakia đã tuân thủ đúng thời hạn nộp hồ sơ hay không bộ ngoại giao ba lan đã không trả lời chúng tôi lại hỏi một lần nữa để làm sáng tỏ vấn đề nhưng cho đến nay chúng tôi đã không nhận được một câu trả lời nào do đó chúng tôi không rõ liệu rằng bộ ngoại giao ba lan đã vi phạm luật lệ hay không khi đệ đơn xin chủ tịch cơ quan hàng không dân dụng cấp giấy phép bay qua lãnh thổ Ba Lan. Slovakia để tên ông Robert Kalinak, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia vào chuyến bay đến Moscow. Bộ Ngoại giao Ba Lan đã trả lời câu hỏi khác của chúng tôi về hành khách được vận chuyển trên chuyên cơ của Slovakia. Theo những gì mà phía Slovakia đã trình bày cho Bộ Ngoại giao Ba Lan, thì chuyến chuyên cơ này đã vận chuyển một phái đoàn đến Moscow do ông Robert Kalinak, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và là Phó Thủ tướng Slovakia hồi đó dẫn đầu. Đây là một thông tin rất đáng ngạc nhiên bởi vì trước đây đây là một thông tin rất đáng ngạc nhiên bởi vì trước đây đã có nhiều nguồn thông tin cho thấy ông Kalinak ở lại Bratislava, thủ đô của Slovakia ngày hôm đó và không có một hành khách nào trên máy bay là người Slovakia, tức là không thể có một phái đoàn Slovakia trên chuyên cơ. Trong những ngày gần đây, danh sách hành khách trên chuyên, chuyên cơ này đã bị dò dỉ đến tay các nhà báo Slovakia của tờ Actually.sk. Đây là danh sách chính thức. Dĩ nhiên nó không có tên của Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, nhưng tất cả là tên người Việt Nam. Khi nhà báo Jen Petrovic hỏi về sự khởi hành của phái đoàn Việt Nam, ông Kalinak nói, tôi không có mặt ở sân bay, tôi không thấy họ. Tôi đã tiến đưa họ bên ngoài khách sạn Boric, và đó là tất cả một vài tờ trước khi công bố bài báo này bộ nội vụ slovakia thừa nhận rằng ông cựu bộ trưởng bộ nội vụ robert kalinak không ở trên máy bay như vậy rõ ràng là bộ ngoại giao của ba lan không hề biết những hành khách nào thực sự đã bay trên lãnh thổ của ba lan chính phủ slovakia đã gửi hồ sơ giấy tờ giả cho phía ba lan